Rồi bạn coi ha, rồi bắt đầu nha. Để tôi tắt cái bài này, tôi tắt và file lại cái trên W. File xem nó đây. Đây lớp 1, tôi giờ đặt là lớp 2. Lớp 2 thì nó có 21 hay 2, lớp 2 là lớp 21. Chúng ta sẽ có lớp 22 chút nữa, chúng ta tạo file mới, đúng không? Chúng ta làm lớp 22. Thì lớp 22 bạn làm cho tôi một cái ánh sáng đơn giản, ta làm chữ trước đi. Chúng ta mặt nạ chúng ta làm rất nhiều ha, thì chúng ta sẽ làm này trước nè. Thì tôi điều chỉnh cái document là cái tài liệu lại, đúng không bạn? Đầu tiên nó là 1280 nhân cho chiều cao tôi chỉ cần là 3400 thôi. Đây. Và tôi chỉ cần nhiêu đó thôi ha. Đầu tiên các bạn. Đầu tiên tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật các bạn ha. Đây là làm ánh sáng cho nên mọi thứ mình nên cho tối lại các bạn. Cái gì vậy? Tôi bỏ cái viền đi đúng không bạn? Rồi nó có. Đầu tiên tôi cho cái nền tối hay là nó là nền xám nha các bạn. Và thứ hai tôi cho nó tràn lề luôn. Tức là nó không là cái render nè. Khi file xuất lên thì nó không có bị lóe màu trắng nè, thấy không? Nó không tràn này nó bị lóe, các bạn hiểu không? Ấn phẩm cũng vậy đó, còn làm mà nên cho nó tràn lề ra. Tràn lề đâu có bị gì đâu, nó lên đâu ra đâu sợ, đúng không? Nên là nếu mà còn bán nó không tràn nó bị lé, nó đường chặt, nó là bị lỗi. Giờ tôi sẽ đi làm một cái thương hiệu, một cái logo, một cái gì đó nó thuộc về cái ánh sáng trắng, đúng không? Cụ thể nha, chúng ta nên đi làm một cái logo cụ thể nha. Chúng ta lấy cái banner, chúng ta làm logo trên đó luôn. Chúng ta lấy banner về, hồi nãy giờ lấy banner về tóc thì chúng ta không thấy cái logo rõ lắm, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy thêm một cái thể loại khác đi nha, là banner về điện thoại, đúng không? Banner về điện thoại thì đánh cái từ là cell phone được không? Chúng ta lấy một cái banner điện thoại để chúng ta làm cái ánh sáng cho logo, đúng không? Cụ thể đi, chúng ta cụ thể có banner nào có logo đàng hoàng, ánh sáng cho chữ này cũng được, mà nó có chữ sẵn rồi chúng ta xóa mất công quá. À, ví dụ này là chúng ta làm ánh sáng cho cái logo Apple nha bạn, đúng chưa? Rồi tôi sẽ đi sell cái hình này lại, đúng nè, đúng nè. Tôi thấy cái banner này nó cũng đã. À, chúng ta làm ánh sáng cho cái điện thoại này cũng được, đẹp nè, cái này là được, tôi sell lại. Tùy bạn thích nào làm đó. Rồi tôi đặt ở desktop nha. Chúng ta lấy, tôi đặt tôi là banner ánh sáng, đúng không? Rồi mời các bạn coi. Tôi vào trong file, tôi chọn import, đúng không? Đây là cái lab 22 nha. Thì chúng ta lại đặt nó là banner, đúng không? Banner ánh sáng. Thì đây nó có bị một cái vấn đề, đó là cái thước, đúng không bạn? Cái thước. À, cái này nếu mà phóng to lên nó bị lớn vậy. Hồi nãy chúng ta coi nó là bao nhiêu, này cái thước nó bao nhiêu bạn? Nhỏ ha, 600 421 hả, đúng không? Ta nên lấy cái nào lớn lớn này, điện thoại nhiều quá lấy cái nào đó thôi. Cái này ha, cái này cái thước như vậy bạn, 800 x 400 được rồi, đúng không? Ok, lấy cái này nha bạn, tôi sell đè vô cái này. Rồi đánh chữ B đi ha, rồi xong. Rồi mời bạn coi nè, tôi bỏ nha. Cái file này tôi cũng bỏ nè luôn, tại vì mình không có tự làm mà mình lấy một cái nó có sẵn. Anh tôi xin bọc vào, nhưng mà mình sẽ chưa có chỉnh cái thước nha. Tại nó không phải Photoshop, đúng không ạ? Tôi đánh chữ B rồi. B. Đây. Rồi, chúng ta chỉnh cái thước nha. Chúng ta coi cái này, cái thước là 855 x 4413, đúng không? Chúng ta vào Modify, chọn Document Data File JPEG, cho nên là ta không có set như đó nãy được ha. Ta chọn đây 85 mấy vậy? Nhân 4 mấy? 413 hả? Ok. Rồi chúng ta muốn đưa nó vô cho chính xác chỗ giữa luôn. Chúng ta có cách như sau.
Các bạn vào Windows chọn Align. Align. Align nha bạn. Trong cái Align này nè, các bạn cho vô Align to Stay. Nghĩa là nó sẽ so cái lệ cái hình này vô trong cái cảnh. Cái này là cái cảnh nè, đúng không? Từ cái Stay á, sân khấu á, đúng không? Thì bạn cho cái cánh giữa phải này không? Các bạn quên chọn nó không có hiểu, Windows Align lại nè. Đúng không? Nó chưa giữa là nó chạy vô này. Hiểu không ta? Là hai cánh y chang luôn, đúng chưa? Là rất là khoa học ha. Đó thì đó là một cái cách tôi sẽ chỉ bạn rất là nhiều kỹ thuật để bạn giỏi cái phần mềm này ha. Rồi bây giờ đơn giản tôi khóa cái này lại, chỉ đơn giản là vì mình không muốn đụng chạm tới cái bài của người ta thôi. Nhưng mà giờ muốn làm ánh sáng đúng không bạn? Trong bài này chúng ta sẽ ứng dụng cái mặt nạ để làm ánh sáng, được chưa? Thì ý đồ của mình là muốn cho ánh sáng nó chạy vào một cái phần nào đó trong cái này. Thì thí dụ tôi nói là ánh sáng nó chạy vào cái cạnh này, nó sáng cạnh thôi chứ không sáng nguyên điện thoại, hiểu không ta? Thì giờ nó muốn sáng ở đâu thì bạn nó tạo lớp mới, bạn vẽ cái mặt nạ cho nó. Thì cái bài này tôi sẽ vẽ cái vùng sáng, đúng không bạn? Là cái vùng này, cái vùng cái cạnh của điện thoại nè. Tôi chỉ muốn sáng trên cái cạnh của điện thoại thôi, tại ý đồ của mình là vậy mà. Còn nếu không thì mình muốn sáng nguyên điện thoại, mình vẽ nguyên điện thoại tùy hết. Chứ cái bao da đó mà cho nó sáng thì kỳ, đúng không? Hiểu không ta? Mình muốn sáng trên điện thoại thôi, sáng vùng này, màn hình của không sáng nữa. Bạn hiểu ý không ta? Đó. Đó, ý đồ của tôi là chỉ muốn sáng trong cái cạnh điện thoại thôi, ví dụ vậy nha. Được không ta? Thì bữa tới bạn làm mà lấy hình khác cũng được, tùy, nhưng mà nó phải đẹp nha, không đẹp là trừ điểm á. Thì đầu tiên bạn đổ màu vô, màu gì cũng được, quan trọng. Đây tôi chọn cái màu cho nó rõ là màu đỏ luôn, cho bạn dễ thấy. Rồi đúng lý tôi bỏ cái viền đi nha các bạn. Rồi nói lại là ánh sáng nó sẽ chạy vô cái màu đỏ, đúng không? Chứ là cái màu đỏ nó không hiện ra vậy, hiện ra hư bài nữa, đúng không? Để làm cái ánh sáng tôi tạo lớp mới, bạn coi nha, rất là hay. Tôi vẽ một cái ánh sáng, đúng không bạn? Để làm cái ánh sáng thì tôi sẽ đúc lít vào trong cái layer này, mà tôi sẽ convert nó sang symbol, đúng không? Cần vào cái đường đỏ đó sang symbol ha. Thì tôi đặt tên nó là cái vùng sáng, đúng rồi, em này hiểu bài á. Vùng tối hả? Vùng tối cái đầu con đúc lít vậy con ha. Tạo lớp mới nha, tôi sẽ vẽ cái ánh sáng chạy qua này mà anh chị coi tạo lớp mới. Thì cái ánh sáng đơn giản thôi, tôi vẽ ánh sáng như sau. Tôi vẽ một cái thanh như thế này, tôi bỏ viền đi các bạn ha. Tôi tô màu ha, tôi vào đây chọn tô màu radiant là màu này đúng không? Muốn điều chỉnh màu radiant thì mình vô cái thanh màu cái này, đúng không? Đấy, đây đúng không? Là color chuyển từ màu trắng qua màu chơi màu đen. Thì tại cái màu đen này bạn, tôi đúp lít vô tôi chọn cái màu trắng. Đấy, chính giữa này tôi cũng chọn cái màu trắng. Thì tôi có ba màu trắng luôn, nhưng mình chép cái hai cái đầu á. Cái gì vậy? Đâu ra tối mò vậy? Cái này cho màu trắng à, đúng không? Mà tôi chọn kiểu tôi thẳng cơ, thẳng nha. Cái đầu của bạn tôi giảm alpha xuống, cái đuôi tôi giảm alpha xuống bạn. À, phải không? Nghĩa là cái thanh của tôi nó rất là mịn, thấy không? Hiểu ta? Rồi thì ánh sáng nó mịn nó mới đẹp nha. Để nhìn nè, tôi cần vượt cái ánh sáng này sang symbol luôn, cần vượt sang symbol lần nữa, đúng không? Thì cái thanh sáng là đặt cái ba đi, tiếng Anh ba là cái thanh đó, đúng không? Ba nè. Rồi tôi sử dụng công cụ nó gọi là transform để xoay cái hình này đi. Tôi cần vào nó sang symbol để làm gì vậy? Thì khi bạn cần vào sang symbol ở đây nó mới có filter. Còn trong filter này nè, bạn muốn cho blur được. Chứ hồi nãy nó không bao giờ có filter, bạn không tin mình cứ để bình thường. Không bao giờ không tìm được chữ filter, hiểu không? Nó trừ ra nó symbol nó mới filter, rồi tôi cho blur nè. Nhìn nè bạn, blur nè. Tôi tăng blur lên nha, nhìn nè. Thấy cái thành nó mềm ra phải không? À, đẳng cấp liền thấy không? Đẳng cấp liền. Có nhiều người làm ánh sáng nó nhìn nó kỳ, giống một cái con đường nó chạy dẹt dẹt kỳ lắm ha. Rồi giờ tôi sẽ xoay cái thanh này xéo qua nó mới đẹp. Tự làm tự khen bó tay tôi luôn, đúng không? Tự làm mà tự khen. Rồi giờ bạn nhìn nè, lít phải chọn gì bạn? Lít steel như cũ. Rồi tại RAM xứ thứ mình cho chạy nhanh hay chậm tùy ha. Tôi nói ví dụ RAM 40 được rồi, tôi insert một cái kia RAM, đúng không ạ? Ở dưới đây tôi insert RAM được rồi ha. Tại đây là tôi kéo qua tới ánh sáng nó chạy qua, phải không? Đúng không? Bạn muốn chạy qua chạy lại thì bạn insert thêm RAM nữa, kéo qua kéo lại, đúng không? Tôi cho chạy qua thôi, đơn giản thôi. Thì bây giờ muốn cho nó mất đi cái, bạn nhìn nào, muốn đi
Bây giờ nếu bạn, bây giờ tôi ra ngoài tôi chạy thì bạn coi nó chưa ra gì đó. Nó có ánh sáng chạy qua nhưng nó chạy kiểu nó không dính líu gì, đúng không? Bây giờ muốn cho nó chạy trong vùng màu đỏ đó thì mình làm như sao? Đúp líu vô vùng màu đỏ nè, đúng không? Ngay cái ánh sáng là mình chọn mát, chưa chắc nó đúng đâu. Nhìn nè, khi bạn mát xong thì bạn nhìn thấy nó bị ngược á, bạn nhìn nè, nó ra đó, nó ngược. Mình đang muốn làm ánh sáng chứ phải làm cái cục đỏ trong máu kìa, hiểu không? Hiểu không? Sai. Vậy thì mình làm sao? Thì tôi undo lại. Bạn phải đảo cái lớp ánh sáng lên trên. Bạn chọn mát, nó nghĩa là cái lớp ánh sáng nằm trên mát đó, hiểu không? Nghĩa là nó truyền ánh sáng chứ nó không hiện màu đỏ này. Bạn thấy có ánh sáng chưa? Hiểu không ta? À, được ánh sáng. Nhưng cái bài này bạn nhìn bạn thấy nó không có sáng. Chỗ khác là bởi vì gì? Chỗ này nó là cái vùng màu trắng thì nó không, khi ánh sáng này đập vô nó không có ý nghĩa, đúng không? Hiểu không? À, còn có muốn sáng trong cái bao da này thì cứ vẽ nó ra, đúng không? Giờ thí dụ nha. Thí dụ tôi sẽ đổi cái vùng sáng là cái vùng này, đúng không? Vùng sáng là cái vùng mở khóa đi, đúng không? Bây giờ tôi vẽ nguyên cả điện thoại, tôi lấy ví dụ thôi bạn, tôi vẽ cả cái điện thoại này như vậy. Cái vùng bao da tôi delete bỏ đi vậy. Tôi vẽ bằng pen nè bạn, tôi vẽ cái vùng bao da này gì, phải không? Đúng không? Vậy. Thì bạn thấy nè, đổ màu vô, màu gì cũng được, không quan trọng. Đó, nó đang màu trắng này, tôi đổ màu đỏ cho bạn thấy. Đó, nhớ bỏ viền đi bạn, đừng để viền. Rồi cành trên, anh tơi chạy nè. Thì bạn thấy lúc này ánh sáng nó không có chạy chỗ nãy nữa, mà nó chạy cái vùng màu đỏ, đúng không? Vùng màu vẽ đó, có hiểu không ta? Đó, rồi, thì đây là tạm thời gọi là lắp máy bạn. Này, bạn nào giỏi hơn phải làm cho tôi luôn cái chữ mobile, chữ accessory nè, ánh sáng chạy trong cái chữ luôn, hiểu không? Ánh sáng chạy trong chữ không dễ làm đâu nha, nó cũng giống vậy nhưng mà nó không ra đâu. Nhìn nè, tôi làm luôn à. Thì trong cái bài này yêu cầu là đánh thêm cái chữ để làm ánh sáng chạy trong nha. Thì bây giờ tôi sẽ đánh là tôi làm luôn, mời bạn coi nha. Lắp 22 nha, tôi chọn chữ T là đánh là chữ, đánh chữ mobile đấy bạn. Và cái chữ mobile này tôi sẽ đè chữ mobile kia đó, tôi nhỏ phông không chân nha, không chân máy tôi chưa cài OT mà chưa cài ha, tôi lấy đỡ audio rồi tôi sẽ lấy phông đậm nha bạn, bon đó, tôi sẽ đè chữ mobile đó, tôi sẽ cho nó nhỏ bớt này. À, cũng to lên, tôi đè vô chưa cho nó ánh sáng chạy qua. Thế thì cho nó biệt lập đi, không dính líu gì chị kia đi, đúng không? Cho nó dễ làm đó, chứ giờ mình ngồi mình lo. Đúng nè, giờ đi cho đẹp ha. Ok bạn, quyết để lúc làm cho ánh sáng chạy ngang chữ mobile thì chúng ta làm giống nãy. Chúng ta đầu tiên vào modify, chọn kênh vật sang gì? Symbol, đúng không? Rồi, đúng không? Tôi sẽ ok. Và tôi sẽ double click vào cái chữ mobile này bạn để tôi làm ánh sáng. Thì tôi muốn tạo một cái lớp mới, tôi vẽ thanh 3. Nhưng mà tôi đã có rồi cho nên chúng ta vào Windows chọn library. Lấy cái 3 ra xài, không cần phải vẽ lại, hiểu không ta? Hiểu không ta? Nó đã làm trong thư viện rồi. Symbol là vậy đó, nó có khả năng xài lại. Thế chúng ta muốn dễ hiểu, chúng ta đặt tên này cho dễ hiểu là test nè. Cái này là cái test, là cái chữ á, chữ mobile á. Cái này là cái thanh sáng nè, đúng không? Cái này là cái ba nè, đúng không ba? Rồi, rất rõ ràng ha, cho chạy này nha. Nó không có ra đâu á, rất là khó chịu á. Nhìn này, insert key RAM. Insert RAM được rồi. Thì tại sao insert key RAM được kéo thanh sáng qua, đúng không? Bây giờ ánh sáng để trên này, để dưới, để trên ha. Thì mình lít phải chọn cái gì bạn? Mát đúng không? Giờ bạn coi là chạy thì nó ra gì đây, không biết. Nó ngược lại đúng không? Nó sai đúng không? Thì nhìn nè. Bây giờ tôi sẽ đi lít phải, bỏ mát đi. Chúng ta nãy mát này phải không? Chúng ta bỏ mát thì nó trở lại bình thường. Chúng ta đảo test lên đúng không bạn? Rồi nhìn ha, chúng ta phải chọn gì bạn, rồi coi nó ra gì đúng không?
ra ánh sáng rồi đúng không? Nhưng mà nó mất cái chữ đúng không? Chúng ta mua ánh sáng nằm trong chữ chứ không phải là muốn mất cái chữ đúng không? Hiểu không? Thì chúng ta làm như sao? Vậy chúng ta sẽ đi chọn cái chữ mobile này, credential. Chúng ta tạo leo mới, chúng ta bát lên, bát tại chỗ, credential xuất về. Đúng không bạn? Nhưng mà cái chữ đó nếu bạn để trên nó che ánh sáng mất đúng không? Bạn kéo dưới cùng á, kéo nằm ở ngoài nha, những nằm trong là thua đó, nằm ở ngoài đó. Nếu mà tôi đặt tên để cho bạn coi clip bạn dễ hiểu, tôi đặt là cái test. Nhưng mà thêm chữ cớp vậy bạn, cái bi hiểu không ta? Tại giờ chạy chắc ra đó. Dạ. Hiểu không ta? Hiểu chạy. Bây giờ mấy bạn không thích chữ mobile thì bạn ghi gì đó ha. Bạn thích chữ gì thì ghi chữ đó, hiểu không? Cho nó có ý nghĩa nha. Rồi thôi, cái clip này cũng khá dài nè, 15 phút.